nhanh nhất để chúng ta có thể phát triển bản thân và đánh thức được cái phiên bản tốt nhất của mình, thì với bản thân của tôi đó chính là xây dựng thương hiệu cá nhân. Bởi vì khi mà bạn xây dựng thương hiệu cá nhân thì bạn phải thấu hiểu chính mình, bạn phải hiểu là mình thế mạnh là gì, ưu điểm là gì, nhược điểm là gì, và mình thực sự yêu thích cái công việc, những cái lĩnh vực, ngành nghề gì. Và rất là ít người họ dành thời gian cho việc này. Thứ hai, chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân là chúng ta phải chia sẻ giá trị cho cộng đồng. Vậy thì khi chia sẻ giá trị cho cộng đồng thì chúng ta phải thực sự thấu hiểu được khán giả của chúng ta, và rồi chúng ta phải học cách để thấu hiểu người khác. Và rồi sau đó chúng ta muốn chia sẻ thì chúng ta phải đóng gói những cái giá trị của chúng ta, phải biết cách quay dựng video, biết cách chỉnh sửa, biết sử dụng những công cụ, biết quay, biết chụp hình, chỉnh sửa hình ảnh. Và để đăng tải lên những cái trang mạng xã hội, chúng ta phải tìm hiểu về những cái nền tảng, tìm hiểu về thuật toán, tìm hiểu về luật chơi. Và khi mà bạn đăng tải mà không có ai xem cả, không có ai quan tâm cả, thì lúc đó chúng ta phải hiểu về marketing. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu có những người họ hỏi về những cái sản phẩm, về những cái dịch vụ của chúng ta, thì chúng ta phải biết cách để tư vấn, biết cách để trả lời. Và khi đó chúng ta phải tìm hiểu về bán hàng, tìm hiểu về sale, về chăm sóc khách hàng, và rồi quản lý tài chính, quản lý công việc, quản lý thời gian. Chúng ta phải cần rất nhiều những cái kiến thức, rất nhiều những cái kỹ năng khác nhau của một người làm kinh doanh để chúng ta mới có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân ở mạng xã hội. Và nếu như bạn không có nhu cầu để xây dựng thương hiệu cá nhân để phát triển công việc, thì hãy đặt mục tiêu đó là xây dựng thương hiệu cá nhân để phát triển bản thân. Cho dù bạn làm bất cứ một ngành nghề gì, cho dù cái vị trí của bạn đang như thế nào, bạn đang là sinh viên, bạn đang làm công sở, hay là bạn đang làm kinh doanh, thì cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân đều phù hợp với bạn. Hãy bắt tay vào xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội để phát triển bản thân của mình một cách tốc độ nhất và đánh thức được cái phiên bản tốt nhất